Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình trải nghiệm sản phẩm của Oshima. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó là sản phẩm đầu xịt Oshima OS45 với hiệu quả làm việc tối ưu. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng xem thế này nhé. Trước mặt tôi là đầu xịt OS45 được thiết kế vô cùng tinh xảo. Chữ Oshima được dập nổi trên máy. Bên ngoài được phủ một lớp sơn tĩnh điện. Và phần đuôi thì được làm từ bằng thép không gỉ, trọng lượng nhẹ chỉ 13 kg. Piston lớn, công suất của máy là 2 HP, tốc độ vòng quay của máy là 1100 đến 1300 vòng trên phút, áp lực phun từ 45 đến 55 kg, lưu lượng nước từ 25 đến 40 lít trên 1 phút. Chi tiết máy chúng ta có thể thấy có đế đầu, thân bơm, tra dầu nhớt và có chỗ để chúng ta kiểm tra dầu. Hai đầu gắn bô ly. Ống tra có vòm. Đầu điều chỉnh áp lực. Chất khóa nước ra. Đầu hút nước. Đầu xả nước. Đồng hồ đo áp lực. Đầu xịt. Bình hơi. Có đầu xịt van lớn sử dụng dây 13mm. Bộ dụng cụ đi theo gồm dây hút và dây xả, bu ly, đầu lọc rác, bộ phốt, chất bu ly và ốc long đèn. Khóa móc phốt. Đầu bơm nước Oshima sản xuất theo công nghệ Nhật Bản tại Trung Quốc nên chất lượng rất tốt và giá thành cực kỳ hợp lý, nên sản phẩm của Oshima được ưa chuộng nhiều tại Việt Nam. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.